Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12 cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em tiếp tục gửi đến quý vị chúng ta một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 5, độ dài 12m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, nằm trên trục đường Dương Quảng Hàm, phường 5, ngay cạnh với ngã tư Dương Quảng Hàm và Nguyễn Thái Sơn, sát bên Bình Thạnh cũng như là Thủ Đức. Căn nhà này nằm trên địa bàn quận Gò Vấp nha quý vị, phường 5, và đây là một căn nhà rất là đẹp, xây với kiến trúc một trệt, một lửng, 3 lầu, và chúng ta sẽ có khu vực đậu xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giảng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch, và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Và đây là mặt tiền một cái căn nhà thiết kế hiện đại nha quý vị. Và đây là con đường trước nhà nha quý vị, một con đường cách mặt tiền đường chính đường Dương Quảng Hàm khoảng tầm 100m thôi. Đường xe hơi ô tô vào thoải mái và dễ dàng, khu nhà rất là sạch sẽ và an ninh. Đường này thì đang là đường bê tông nhưng mà chuẩn bị đổ nhựa rồi nha quý vị, đường thông. Rất là thuận tiện cho đại đình chúng ta mua ở, mua làm phòng công ty, cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Và chúng ta đang đứng trước con đường trước nhà vào căn nhà năm 12 nha. Rồi chúng ta cùng Huy Hùng vào bên trong tham quan căn nhà ngang 5, độ dài 12 nha quý vị. Căn nhà này có hai lớp cửa sắt nhau, một lớp cửa màu trắng và một lớp cửa nhôm xin pha. Nhà thiết kế không gian đậu xe hơi rất là rộng, quý vị sẽ đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và làm thêm được phòng khách nha quý vị. Đây là khu vực phòng khách dưới tầng trệt cũng như là khu vực đậu xe. Thì ở đây gia chủ có tặng kèm sofa và tủ kệ tivi cũng như là màn hình tivi 55 inch. Ở đây thì sofa gia chủ đặt rồi, người ta đang giao tới nha quý vị. Nhà thiết kế theo mẫu nhà phố có lửng, phía trên thì có trần thạch cao đèn chiếu sáng. Và quý vị sẽ cùng nhìn ngắm trên trần thạch cao này với những ánh đèn chiếu sáng và đèn led rất là lung linh. Hai bên tường thì có một bên dán giấy và một bên thì ốp gạch lên cao tới đụng trần. Khu vực dưới nền thì gia chủ đổ bê tông và ốp gạch 80 vuông. Di chuyển vào trong thì quý vị sẽ thấy có tủ để đồ ở bên trong ngay khu vực vệ sinh, và cầu thang của căn nhà thì được gia chủ làm ở cuối nhà. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đang tìm những căn nhà mà dưới tầng trệt có không gian cầu thang ở cuối nhà, thì đây là một sản phẩm nhà rất là hợp lý luôn. Diện tích ngang 5, độ dài 12m, diện tích tương đối lớn, tổng diện tích sử dụng là 60m2, và diện tích xây dựng sàn nó tầm khoảng 220m2 diện tích sàn nha quý vị. Tầng lửng, và ở đây thì có cái giếng trời ngay bên cầu thang này. Và phía sau đây là không gian của phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Căn nhà này thì đang được bên nhà đất Huy Hùng chào bán với giá chính chủ 8 tỷ 400 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Di chuyển bên trên đây là khu vực không gian tầng lửng, phòng bếp thì quý vị sẽ có bộ bàn ăn 6 ghế kết hợp với tủ bếp nằm ngang, khu vực đặt bếp âm, khu vực bồn rửa chén bát, khu vực gắn máy hút mùi, và tủ bếp trên dưới đều được làm bằng chất kim loại gỗ ăn cường. Có tủ lạnh hai cánh aqua cũng như là những cái quầy trang trí ở bên ngoài không gian phòng bếp. Đây là không gian phòng bếp trên tầng lửng nha. Và di chuyển lên bên trên, quý anh chị sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian của các phòng ngủ. Nhà thì có giếng trời ở giữa nhà này quý vị. Giếng trời này lấy sáng và lấy gió toàn bộ không gian phòng ngủ trước và sau nha. Cầu thang ở đây thì ốp đá hoa cương màu trắng và có đèn chiếu sáng. Không gian các phòng ngủ thì quý vị sẽ đến với các phòng ngủ tương đối rộng. Phòng ngủ thì có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì có ban công 90, có trồng cây xanh bên ngoài và có lan can làm bằng sắt, có cửa nhôm xin pha đi ra. Ngoài trần thì ốp trần nhựa. Phòng ngủ rất là rộng, hai bên là tủ áo và tủ kệ để đồ, máy lạnh đặt trên tường phòng vệ sinh. Và bên đây là khu vực bàn trang điểm cũng như là khu vực tủ kệ tivi. Quý anh chị đang tìm mua nhà gần Bình Thạnh, khu vực phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì hãy ghé tham quan cái sản phẩm này nha quý vị. Đây là không gian của phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi này, cũng như là bồn tắm đứng này. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 1 nha. Phòng ngủ rất là rộng, sàn thì ốp gạch giá gỗ nha quý vị. Và qua bên đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này cũng tương đối rộng với giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, khu vực rửa mặt bên ngoài và khu vực không gian bên trong là khu vực bồn tắm và bồn cầu và bồn tắm đứng. Nhà này thì có bồn tắm đứng hết cho công gian các phòng vệ sinh luôn. Rất là đẹp và tuyệt vời.
Vị trí đẹp đắc địa nằm ngay ngã tư Nguyễn Thái Sơn và Dương Quảng Hàm, phường 5 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một vị trí giao thông đi lại thuận tiện đi về Bình Thạnh trong vòng tầm 5 phút và đi về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút, đi về quận Thủ Đức khoảng tầm 5 phút thôi. Vị trí rất là đẹp, thuận tiện vừa ở vừa làm phòng công ty, kinh doanh bán làm showroom spa. Đây là một căn nhà hướng Tây Bắc, hướng Tây Tứ Trạch và đường thông 5m. Xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái. Quý anh chị quan tâm đến căn đệ nhà đẹp này có thể liên hệ trực tiếp cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Đây là một trong những căn nhà ngang năm giá rẻ duy nhất trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh vị đang tìm nhà ngang năm thì hãy đến tham quan cái sản phẩm này nha quý vị. Không gian bên trong đây là vệ sinh, có phòng ngủ số 3 và giường ngủ thì quý vị thấy này, có chân ga, gối nệm, tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh và tủ áo để đóng đụng trần luôn, kết hợp với bàn trang điểm. Cửa phòng ngủ thì gia chủ sử dụng là cửa gỗ sồi. Và qua phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Hai cái phòng ngủ phía trước nó lớn hơn phòng ngủ phía sau một tí xíu nha quý vị. Phòng ngủ này thì quý vị cũng thấy này, với giường ngủ này, tủ áo và chăn ga gối nệm đầy đủ, phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì gia chủ có trồng thêm cây xanh và có cửa ra ban công cũng như là lan can làm rất là đẹp nha quý vị. Đây này, ngoài ban công này, xung quanh nhà mình này, toàn nhà lầu thôi nha mọi người. Căn nhà này hướng Tây Bắc và ở đây Hùng có tới 2 căn, một căn thì ngắn hơn, ngang 5 dài 10 thì có hướng Đông Nam và giá bán chỉ có 7.850.000.000 thôi. Còn cái căn hướng Tây Bắc này thì giá bán là 8.4 tỷ, diện tích lớn hơn, ngang 5, độ dài 12m. Và tất cả căn nhà, hai căn nhà thì giá bán còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý anh chị xem thêm nhiều nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, hoặc là truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 để xem thêm nhiều những mẫu mã nhà đẹp nha quý vị. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập thêm vào hệ thống kênh YouTube nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình để chúng ta tham quan nhiều những sản phẩm nhà đẹp chính chủ, giá cả hợp lý và thương lượng cũng như là hỗ trợ vay ngân hàng. Trên không gian sân thượng sau thì quý vị sẽ có một cái khu vực không gian phòng tắm nằm dành cho em bé và dành cho cả người lớn được luôn nha quý vị. Phòng tắm này thì có bồn tắm nằm, khu vực rửa mặt, khu vực vòi tắm hoa sen, và ở đây thì chúng ta sẽ có cái bồn tắm nằm có sục nước này và có ghế ngồi cũng như là có cây xanh. Và ngoài trước thì sẽ có khu vực không gian phòng giặt và khu vực sân thượng, phòng giặt đồ ở đây nha quý vị. Ở đây gia chủ tặng kèm máy giặt và ngoài cùng sẽ là khu vực sân thượng của căn nhà. Sân thượng thì được làm rất là đẹp, trồng cây xanh rất là nhiều, phía trên có ốp nhựa trang trí và có đèn LED. Không gian sân thượng của nó là tuyệt vời luôn nha mọi người. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc đang phù hợp cho quý vị chúng ta, thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch và giá bán là 8.400.000.000 còn bớt nha.